Ngọc Trang xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành Trình Tương Lai. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới nhiều năng lượng và bình an. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chính trong chương trình. Trước tiên sẽ là phần điểm tin chính trong phần tin Việt Nam. Quảng Nam dỡ bỏ khu phong tỏa cuối cùng. Đà Nẵng đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Bệnh nhân 416 đã khỏi viêm phổi Vũ Hán nhưng vẫn còn tiên lượng nặng. Đối tượng người Trung Quốc bị truy nã bơi qua sông vào Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện kho hàng lậu quy mô lớn nghi nhập từ Trung Quốc. Đề xuất 8 chuyến bay đến Nhật Bản, Hàn Quốc mỗi tuần. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trả tượng nghi lính Trung Quốc về khu du lịch Đại Nam. Yêu cầu xử lý cán bộ để 3 ca viêm phổi Vũ Hán về sớm. Sau đây là nội dung chi tiết. Báo Tuổi Trẻ đưa tin sáng ngày 1 tháng 9, Quảng Nam đã dỡ bỏ khu phong tỏa cuối cùng trên địa bàn tỉnh này. Cụ thể, các tổ dân phố 4, 5, 6 ở khối Mỹ Đông, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ với 165 người dân được chính quyền địa phương dỡ phong tỏa. Sau khi chính quyền thành phố Tam Kỳ công bố quyết định dỡ bỏ cách ly các tổ dân phố nêu trên, lực lượng chức năng tháo dỡ 3 chốt chặn ở Kiệt 81, 98 và con ngõ khu dân cư đường Điện Biên Phủ, giáp đường Nguyễn Thái Học. Chính quyền thành phố Tam Kỳ yêu cầu 49 hộ, 165 người dân tổ 4, 5, 6, khối phố Mỹ Đông không được tụ tập đông người, không tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn mừng sau khi kết thúc lệnh phong tỏa. Từ ngày 25 tháng 7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 96 người mắc virus viêm phổi Vũ Hán, nhiều thứ hai sau Đà Nẵng. Tỉnh phong tỏa 14 khu dân cư ở 7 huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ cao với số dân gần 10.000 người. Sau 14 ngày, các khu dân cư này được dỡ bỏ phong tỏa do người dân trên địa bàn đều có kết quả xét nghiệm âm tính với viêm phổi Vũ Hán, không có ca nhiễm mới. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 9, các đoàn kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 tại thành phố Đà Nẵng đã đến các điểm thi kiểm tra công tác chuẩn bị, điều kiện đảm bảo an toàn, các quy định về phòng chống dịch và công tác tổ chức thi. Đến thời điểm này, gần 11.000 thí sinh được lấy mẫu xét nghiệm hôm qua đã có kết quả âm tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Thành phố Đà Nẵng chọn trường Trung học phổ thông Võ Trí Công, quận Ngũ Hành Sơn là địa điểm thi hành cho thí sinh thuộc diện F1, F2 và trong vùng cách ly y tế. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng bố trí 3 khu vực riêng biệt cho 3 nhóm thí sinh này. Tại đây được trang bị đầy đủ phương tiện, vật tư y tế, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch như dành cho điểm cách ly tập trung. Thầy Nguyễn Văn Đông, trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Võ Trí Công cho biết, điểm thi có 57 cán bộ coi thi, 9 phòng thi với 69 thí sinh. Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ tại điểm thi này được tập huấn hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị bảo hộ, phòng dịch theo quy định. Cũng trong sáng ngày hôm qua, toàn bộ các cán bộ làm công tác phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở thành phố Đà Nẵng đều đã được xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán, đảm bảo an toàn cho kỳ thi. Sáng hôm qua, mùng 1 tháng 9, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng trao giấy công nhận khỏi bệnh viêm phổi Vũ Hán cho 6 bệnh nhân, cho ra viện 5 bệnh nhân về nhà tự cách ly. Người thứ 6 là bệnh nhân 416 mắc virus viêm phổi Vũ Hán đầu tiên trong đợt 2 ở thành phố Đà Nẵng, cũng đã khỏi viêm phổi Vũ Hán nhưng còn tiên lượng nặng, đang tiếp tục được điều trị tích cực tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Trong số 5 bệnh nhân được ra viện sáng ngày hôm qua, có 2 bệnh nhân tỉnh Quảng Nam và 3 bệnh nhân thành phố Đà Nẵng. Hai bệnh nhân tỉnh Quảng Nam là nam bệnh nhân 472, nữ bệnh nhân 440. Còn lại 3 bệnh nhân ở thành phố Đà Nẵng gồm các bệnh nhân 992, 1018 và 874. Về sức khỏe của bệnh nhân số 416, bác sĩ Hoàng Hữu Hiếu, khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đến nay bệnh nhân đã được chạy ECMO được 40 ngày và các diễn tiến trong quá trình điều trị bệnh nhân gặp rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là tình trạng tổn thương phổi nặng nên không giống những tổn thương phổi bình thường khác. Sau đó, bệnh nhân có tình trạng xẹp phổi, xuất huyết phế nang, được nội soi hô hấp để can thiệp cấp cứu. Đến nay, nhìn chung có cải thiện. Các xét nghiệm về virus viêm phổi Vũ Hán thì đã 4 lần âm tính. Đánh giá lại chức năng phổi gần như sơ hóa và đông đặc hết toàn bộ cả hai bên. Bên cạnh đó, bệnh nhân có tình trạng suy kiệt và suy dinh dưỡng. Tiên lượng về lâu về dài thì bệnh nhân còn phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở và ECMO.
Mới đây, một đối tượng người Trung Quốc bị truy nã đã bơi qua sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng ngày 30 tháng 8, tại khu vực mốc biên giới 992-1200 gần cầu Kim Thành, tổ tuần tra trạm kiểm soát biên phòng số 2 Kim Thành thuộc đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phát hiện một trường hợp nam giới đang bơi qua sông nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau khi đón bắt thành công, áp tải về đồn, lực lượng biên phòng đã xác minh danh tính đối tượng là Dương Lý Hắc, sinh năm 1987, dân tộc Hán, thường trú tại Điện Mã, Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc. Hắc tìm cách vượt biên bằng được sang Việt Nam nhằm trốn tránh sự truy quét của lực lượng chức năng phía Trung Quốc. Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã bàn giao đối tượng Hắc về nước để xử lý theo quy định. Ngoài ra, trong chiều ngày 30 tháng 8, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tiếp nhận từ lực lượng chức năng phía Trung Quốc 10 người Việt, trong đó 8 người xuất nhập cảnh trái phép, 2 người vừa mãn hạn tù về tội nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc để làm thuê. Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện một kho hàng lậu quy mô lớn tại địa chỉ số 12 đường Phú Định, quận 8. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin cho biết, tại kho hàng, cơ quan chức năng phát hiện gần 8.000 mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng, hàng gia dụng. Ngoài ra có cả các thực phẩm như chân vịt ngũ vị, viên nén sữa chua, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ mua bán với trị giá khoảng 800 triệu đồng. Tiếp tục kiểm tra một chiếc xe container và một điểm khác nằm trong khuôn viên của kho hàng, cơ quan chức năng phát hiện thêm gần 5.000 sản phẩm đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm các loại, thiết bị điện gia dụng, linh kiện điện thoại và hàng ngàn khẩu trang có xuất xứ từ Trung Quốc, không hóa đơn chứng từ với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng. Hiện toàn bộ lô hàng đã bị niêm phong để tiếp tục xử lý theo quy định. Báo VN Express thông tin, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất thực hiện mỗi tuần 4 chuyến bay khứ hồi đến Hàn Quốc và 4 chuyến bay đến Nhật Bản, dự kiến từ ngày 15 tháng 9. Tối ngày 31 tháng 8, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết, cơ quan này đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải mở đường bay quốc tế thường lệ đến Nhật Bản và Hàn Quốc với tần suất như trên. Trong 4 chuyến khứ hồi mỗi chặng bay, hãng bay phía Việt Nam sẽ thực hiện 2 chuyến và mỗi đối tác Nhật Bản-Hàn Quốc vận chuyển 2 chuyến. Tuy nhiên, việc mở đường bay quốc tế còn chờ ý kiến của các cơ quan chức năng khác như Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng vì liên quan đến năng lực cách ly trong nước, giá cả với hành khách cách ly và quy định kiểm soát dịch với hàng nhập cảnh. Sáng ngày 1 tháng 9, bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết đã làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên minh, đơn vị có số tượng quân lính mang quân phục thời phong kiến bị dư luận cho rằng có yếu tố Trung Quốc. Theo bà Nguyên, Sở yêu cầu Liên minh Group trả tượng về lại khu du lịch Đại Nam Bình Dương, nơi được cho là đã bán thanh lý số tượng này. Trước đó, mạng xã hội lan truyền một số hình ảnh tượng quân lính thời phong kiến được chuyển từ Bình Dương về Đà Lạt trên các xe tải lớn. Nhiều ý kiến cho rằng đây là tượng đất mô phỏng tượng quân lính Trung Quốc thời Tần Thủy Hoàng. Một số ý kiến khác đặt nghi vấn một chủ đầu tư đang xây dựng một tử cấm thành kiểu Trung Quốc hoặc đang tổ chức kinh doanh du lịch tâm linh có yếu tố Trung Quốc. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã kiểm tra, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra ngày 31 tháng 8, Liên minh Group không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ, nguồn gốc của những bức tượng này. Bà Nguyên cho biết thêm việc yêu cầu Liên minh Group trả tượng là dựa trên trao đổi riêng với chủ sở hữu, chứ không căn cứ trên cơ sở pháp lý nào. Bí thư tỉnh Hải Dương vừa có yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm và có hình thức xử lý cá nhân liên quan đến việc 3 bệnh nhân cách ly tại trung đoàn 125 được về khi chưa có kết quả xét nghiệm lần thứ 2. Cụ thể, 3 ca mắc virus viêm phổi Vũ Hán gồm bệnh nhân số 1032 ở Hà Nội, ca 1033 ở Quảng Bình và ca 1034 ở Hải Dương nằm trong 150 người Việt Nam trở về từ Liên bang Nga. Ngày 25 tháng 8, họ hoàn tất cách ly 14 ngày tại Trung đoàn 125 thuộc Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương, địa chỉ phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, rồi được trở về nhà dù chưa có kết quả xét nghiệm lần thứ 2. Chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm trả về cho thấy 3 người này dương tính với virus viêm phổi Vũ Hán. Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, về việc người rời khỏi khu cách ly khi chưa có kết quả xét nghiệm lần 2 là rất đáng trách. Vì thế, ông Phong đề nghị Bộ Y tế xem xét trách nhiệm phòng dịch của Hải Dương trong trường hợp này và chỉ đạo các nơi phải đảm bảo đúng quy trình trong việc cách ly, phòng chống dịch bệnh. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với tin tức về Trung Quốc. Trước
Trước tiên là điểm tin chính. Trung Quốc xây dựng sân bay trực thăng tại biên giới tranh chấp với Ấn Độ. Biểu tình lớn tại Nội Mông phản đối chính quyền Trung Quốc hủy bỏ giảng dạy tiếng Mông Cổ. Trung Quốc bắt giữ nhà báo Úc. Dân làng Trung Quốc vật lộn để sinh tồn sau khi bị chính quyền cưỡng chế di rời. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo trang Indian Defense Times đăng tải bài viết cho biết, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA đang tăng cường sức mạnh quân sự khổng lồ dọc đường kiểm soát thực tế LAC tại khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ với việc xây dựng các sân bay trực thăng. Bài viết tiết lộ hình ảnh viễn thám cho thấy PLA đã xây dựng một sân bay trực thăng gần khu vực Dokham, nằm tại ngã ba giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Bhutan. Diễn biến này được công khai cùng thời điểm các bức ảnh vệ tinh cho thấy PLA cũng đang xây dựng một bệ phóng tên lửa phòng không mới để lấp lỗ hổng quan trọng trong hệ thống phòng không của mình. Theo các chuyên gia, hình ảnh vệ tinh Dechafa, Trung Quốc cũng đang xây dựng hai sân bay trực thăng ở Đông Ladakh, một ở Tian Su 2 gần thung lũng Gawan và khu vực Aksai Chin và một ở huyện Rutong gần bờ biển Bắc của Pangong Teso. Bên cạnh đó, Bắc Kinh vẫn tiếp tục các hoạt động xây dựng ở phần lãnh thổ của mình ở khu vực phía Tây LAC, ngay cả khi đang đàm phán với New Delhi nhằm giảm căng thẳng. Ngoài ra, Ấn Độ cũng cáo buộc không quân của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu J-20 tại căn cứ không quân Houghton và những máy bay này đã bay sát lãnh thổ Ấn Độ gần Ladakh và các khu vực tiếp giáp. Gần đây, các cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra ở nhiều thành phố tại Nội Mông phản đối việc chính quyền Trung Quốc thúc đẩy việc cấm dạy tiếng Mông Cổ và cấm sách tiếng Mông Cổ. Người dân đã lập tức tuyên bố rằng họ sẽ không cho con đến trường vào ngày 1 tháng 9 và sẽ tổ chức biểu tình phản đối quy mô lớn. Theo kênh truyền thông Shout of Hope, đưa tin đã có người khởi xướng một cuộc biểu tình để phản đối tại các quảng trường trung tâm của các thành phố trên khắp Nội Mông vào ngày 1 tháng 9. Trong vài ngày qua, một số người đã bắt đầu kêu gọi học sinh, giáo viên, phụ huynh, ca sĩ, nhạc sĩ và cả những người chăn nuôi đồng loạt biểu tình ở các thành phố lớn. Đài VOA của Hoa Kỳ cho biết tình trạng hỗn loạn xã hội dẫn phát từ thông tin từ chính quyền Trung Quốc đang dần thay thế việc dạy tiếng Mông Cổ bằng tiếng Trung Quốc vẫn đang tiếp tục. Ông Enye Batu, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nhân quyền Nam Mông Cổ cho biết, từ học sinh, phụ huynh, giáo viên đến các anh em chuyển phát nhanh, mọi tầng lớp xã hội đều phản đối. Điều này là chưa từng có. Một số cư dân mạng đăng tải đoạn video cho thấy số lượng lớn xe bọc thép chở binh lính của chính quyền Trung Quốc xuất hiện trên đường phố Nội Mông. Ngoài ra, còn có các video cho thấy cảnh sát bị nghi ngờ tham gia vào cuộc biểu tình. Mới đây, Ngoại trưởng Úc Mary Spaney ra tuyên bố cho biết nhà báo Chiang Lei, người làm việc cho kênh quốc tế CGTN của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc ở Bắc Kinh, đã bị giữ trong 2 tuần. Chính phủ Úc đã nhận được thông báo chính thức từ chính quyền Trung Quốc về việc giam giữ cô Chiang vào ngày 14 tháng 8. Cô Chiang đang bị giữ theo hình thức giám sát tại một địa điểm được chỉ định. Hình thức này cho phép các nhà điều tra Trung Quốc giam giữ và thẩm vấn một nghi phạm chưa bị bắt chính thức tối đa 6 tháng. Gia đình nhà báo Chiang ở Úc hy vọng có một kết luận thỏa đáng và kịp thời và đang trao đổi với Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Úc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc này. Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Canberra leo thang kể từ khi chính phủ Úc kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của dịch viêm phổi Vũ Hán. Sau đó, Trung Quốc đã đưa ra các chính sách để hạn chế nhập khẩu hàng hóa của Úc, đồng thời khuyến cáo sinh viên và khách du lịch Trung Quốc không nên tới Úc. Đầu năm nay, Úc đã cảnh báo công dân của họ có thể bị giam giữ tùy tiện nếu đến Trung Quốc. Làng Vách Đá, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, một trong những nhiều ngôi làng ở khu vực Tây Nam Trung Quốc, nơi người dân tộc thiểu số Yi sinh sống, gần đây đã bị chính quyền Trung Quốc cưỡng chế di rời đến nhà ở hiện đại hơn trong thị trấn. Theo mục tiêu chung của chính phủ là đưa cả nước thoát khỏi nghèo đói vào năm 2020. Chính quyền Bắc Kinh gọi kế hoạch này là dự án xóa đói giảm nghèo. Những người dân làng cho biết việc cưỡng chế di rời của chính quyền đã làm mất đi lối sống truyền thống của họ. Ngoài ra, dân làng còn phải trả chi phí tái định cư, một khoản tiền quá lớn đối với những gia đình mà nhiều thế hệ đã sống ở vùng sâu vùng xa trên những vách đá. Bên cạnh đó, nhiều người dân trong làng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm trong khu dân cư mới và không đủ khả năng chi trả chi phí di rời. Điều này càng khiến cuộc sống của những người dân thêm khó khăn. Dân làng cho biết thêm rằng, chính quyền địa phương đang có kế hoạch xây dựng một địa điểm du lịch tại các ngôi làng cũ của họ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với tin tức trên thế giới.
Trước tiên là phần điểm tin chính. Mỹ muốn cùng Ấn Độ, Nhật, Úc tạo liên minh NATO-Thái Bình Dương. Nghiên cứu mới phát hiện virus viêm phổi Vũ Hán tồn tại lâu hơn vào mùa thu. Nga bị tố quấy nhiễu máy bay ném bom Mỹ trên Biển Đen. Đài Loan tuyên bố không e sợ nếu chiến tranh xảy ra. Hồng Kông xét nghiệm đại trà viêm phổi Vũ Hán giữa nghi ngại về Trung Quốc đại lục. Ấn Độ giáo diết tăng cường binh lực ở các điểm chiến lược đối phó Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo tờ South China Morning Post, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun cho biết Washington đang dự tính chính thức hóa mối quan hệ quốc phòng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chặt chẽ hơn với Ấn Độ, Nhật Bản và Úc để tạo nên một bộ tứ, một cơ cấu tương tự tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Mục tiêu của chính phủ Mỹ là hợp tác với nhóm 4 quốc gia này cùng một số quốc gia khác trong khu vực để tạo nên một bức tường thành chống lại thách thức tiềm tàng từ Trung Quốc, đồng thời tạo ra một khối sức mạnh chia sẻ các giá trị và lợi ích chung, từ đó thu hút được nhiều quốc gia hơn tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thậm chí từ khắp nơi trên thế giới tham dự, để liên kết lại theo một cách thức có cấu trúc hơn. Ông Biegun cũng lưu ý Washington thật sự mong muốn thiết lập một NATO phiên bản Thái Bình Dương. Ông nói rằng một liên minh chính thức như vậy sẽ chỉ xảy ra nếu các quốc gia khác có sự cam kết như Hoa Kỳ. Theo một nghiên cứu mới của Mỹ, virus viêm phổi Vũ Hán có thể tồn tại lâu hơn trên các bề mặt ngoài trời vào mùa thu. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thấp, virus có thể tồn tại trên áo khoác của một người leo núi khi ở ngoài trời trong khoảng một tuần và vẫn có thể lây nhiễm trong thời gian đó. Trong khi đó, vào mùa hè, quãng thời gian virus có thể tồn tại ước tính chỉ từ 1 đến 3 ngày. Đội ngũ nghiên cứu do giáo sư chuyên nghiên cứu về vi sinh học tại Đại học bang Kansas Sue Genrich nhận định việc virus tồn tại lâu hơn trên các bề mặt vào mùa thu có nguy cơ gây ra các đợt bùng phát dịch bệnh mới. Các nhà nghiên cứu này cho rằng virus cũng có thể tồn tại lâu hơn ở trong nhà trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thấp. Nghiên cứu trên cho thấy thời gian bán hủy hoặc thời gian phân rã trung bình của virus viêm phổi Vũ Hán là gần 8 tiếng trên tay nắm cửa bằng thép không gỉ hoặc gần 10 tiếng trên cửa sổ, quãng thời gian dài gấp đôi so với thời điểm mùa hè. Mùa thu cũng là thời điểm các ca mắc những dịch bệnh khác, chẳng hạn như cúm gia tăng. Điều này khiến bệnh nhân có thể mắc nhiều bệnh khác nhau và làm các triệu chứng của họ trở nên nặng hơn. Mới đây, quân đội Mỹ cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga đã quấy nhiễu một máy bay ném bom B-52 của Mỹ khi đang bay trên Biển Đen và ở vùng biển quốc tế. Quân đội Mỹ cho rằng hai máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã bay sát chiếc máy bay ném bom B-52 của Mỹ ở khoảng cách chỉ hơn 30 mét. Tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết hành động của máy bay Nga đã hạn chế sự di chuyển của máy bay Mỹ và coi đây là một hoạt động thiếu an toàn và không chuyên nghiệp. Tướng Jeffrey Harijian, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi nhấn mạnh các hành động không cần thiết như vậy, gia tăng rủi ro và chạm trên không và đi ngược lại các quy định về bay quốc tế và an toàn bay. Trong khi đó, quân đội Nga cho rằng các máy bay của mình hoàn toàn tuân thủ các quy định quốc tế về sử dụng không phận. Mới đây, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã gửi báo cáo sức mạnh quân sự của chính quyền Trung Quốc năm 2020 lên Viện Lập pháp và lần đầu tiên công khai xác nhận rằng Bắc Kinh mỗi ngày đều cử máy bay tàu chiến của Hải quân và Không quân tiến hành các cuộc tuần tra định kỳ ở eo biển Đài Loan. Báo cáo chỉ ra rằng hạm đội Biển Đông của chính quyền Trung Quốc lần đầu tiên tiếp cận chuỗi đảo thứ 3 trong năm 2020, cho thấy khả năng đột phá phong tỏa của chuỗi đảo và sức mạnh tác chiến ngoài biển khơi của nó với thế giới bên ngoài. Trước đó, Hải quân Trung Quốc chỉ giới hạn trong khu vực giữa chuỗi đảo thứ nhất và chuỗi đảo thứ hai. Ngoài ra, trong thời gian diễn tập quân sự, hạm đội Trung Quốc đã băng qua các vùng biển xung quanh Đài Loan, mục đích nhằm thị uy quân sự với Đài Loan và phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Báo cáo cũng cho biết thêm về việc triển khai chiến thuật đối với Đài Loan, quân đội Trung Quốc vẫn bị hạn chế bởi hoàn cảnh địa lý tự nhiên của eo biển Đài Loan, cộng thêm trang bị đổ bộ cần thiết cũng như khả năng hậu cần của nó là không đủ. Trung Quốc vẫn chưa đủ khả năng chiến đấu để chính thức tấn công Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố rằng họ sẽ không chủ động phát động chiến tranh, nhưng họ cũng không e sợ nếu điều đó thật sự xảy ra. Ngày 1 tháng 9, Hồng Kông bắt đầu chương trình xét nghiệm đại trà virus viêm phổi Vũ Hán trong bối cảnh người dân lo ngại Trung Quốc đại lục lợi dụng chương trình này để thu thập dữ liệu AND nhằm tăng cường kiểm soát đặc khu.
Theo hãng tin AFP, chương trình xét nghiệm này là tự nguyện và hoàn toàn miễn phí, là một phần trong nỗ lực ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán mới ở Hồng Kông. Tuy nhiên, chương trình này diễn ra với sự hỗ trợ của các công ty và bác sĩ từ Trung Quốc đại lục. Nhiều người dân, bác sĩ, chính trị gia đối lập và các nhà hoạt động xã hội kêu gọi tẩy chay chương trình xét nghiệm này. Họ lo ngại Bắc Kinh có thể lợi dụng chương trình xét nghiệm để thu thập dữ liệu ADN, thông tin cá nhân để tăng cường kiểm soát người dân như ở đại lục, đe dọa quyền tự trị của Hồng Kông. Mạng tin Times of India cho biết, lục quân Ấn Độ đã tăng cường đáng kể việc triển khai binh lính và vũ khí ở tất cả các điểm chiến lược xung quanh hồ Bangong ở Đông Ladakh, đồng thời tăng cường hơn nữa các cơ chế giám sát tổng thể ở tất cả các khu vực dọc đường kiểm soát thực tế LAC ở Đông Ladakh, sau khi phá vỡ âm mưu mới của Trung Quốc nhằm chiếm một khu vực ở bờ nam hồ Bangong. Các quan chức quân sự và an ninh hàng đầu của Ấn Độ đã rà soát lại toàn bộ tình hình ở Đông Ladakh. Tham mưu trưởng lục quân M.M. Naravane cũng đã tổ chức một cuộc họp riêng rẽ với các quan chức quân đội Chopu để thảo luận về các đối đầu mới này. Các nguồn tin cho biết thêm, không quân Ấn Độ IAF cũng nhận được lệnh tăng cường giám sát các hoạt động trên không gia tăng của Trung Quốc dọc LAC ở Đông Ladakh, trong bối cảnh có các thông tin nói rằng Trung Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu tầm xa J-20 và một số khí tài quan trọng khác tại căn cứ không quân Houghton, có vị trí chiến lược cách Đông Ladakh khoảng 310 km. Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA cho biết nước này đã đề nghị Ấn Độ giúp các binh sĩ mà Bắc Kinh cho là đã vượt qua biên giới chung giữa hai quốc gia một cách trái phép. Theo người phát ngôn này, Trung Quốc chuẩn bị thực hiện các biện pháp đáp trả và sẽ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nước này. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với một vài tin tức về khu vực Đông Nam Á. Theo số liệu của Hiệp hội Bác sĩ Indonesia, nước này hiện ghi nhận 100 bác sĩ đã tử vong do virus viêm phổi Vũ Hán. Phần lớn các bác sĩ tử vong ở nhiều tỉnh thành trên cả nước có độ tuổi từ 28 đến 39 tuổi. Ông Dadien Finchi, Chủ tịch Hiệp hội Bác sĩ Indonesia cho biết, Hiệp hội đã phối hợp với lực lượng đặc nhiệm xử lý dịch viêm phổi Vũ Hán của quốc gia và các bộ phận liên quan để đảm bảo đầy đủ thiết bị bảo hộ trong các bệnh viện và cơ sở y tế để giảm thiểu số nhân viên tử vong do đại dịch toàn cầu, đồng thời thường xuyên tiến hành xét nghiệm virus cho các nhân viên y tế. Bên cạnh đó, các bệnh viện cần xây dựng lịch làm việc phù hợp với sức khỏe của các y bác sĩ để tránh tình trạng làm việc quá sức. Nhà dịch tễ học Dicky Budiman của Đại học Griffith Australia cho rằng, việc này càng có nhiều bác sĩ tử vong do nhiễm virus là một tổn thất lớn đối với Indonesia. Nhà dịch tễ học khẳng định, dựa trên số liệu của Ngân hàng Thế giới, số lượng bác sĩ ở Indonesia thấp thứ 2 ở Đông Nam Á, với 0,4 bác sĩ trên 1.000 dân. Điều này có nghĩa là Indonesia chỉ có 4 bác sĩ phục vụ 10.000 dân của mình. Vì vậy, mất 100 bác sĩ tương đương với 250.000 người không có bác sĩ. Ngày 1 tháng 9, ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết, nhà lãnh đạo Philippines sẽ không đi theo quyết định của Mỹ khi trừng phạt các công ty Trung Quốc bị cáo buộc có liên quan tới hoạt động xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trên Biển Đông. Philippines cho rằng cơ sở hạ tầng là ưu tiên quốc gia của nước này. Ngược lại với tuyên bố của người phát ngôn Tổng thống Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. vẫn khuyến cáo chính phủ nên dừng các thỏa thuận làm ăn với các công ty Trung Quốc nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Sau đây sẽ là phần tin đáng chú ý trong ngày. Trước tiên là tin đáng chú ý tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tổng số ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán của cả nước hiện nay đang là 1.044 ca, trong đó có 34 ca tử vong và 712 ca hồi phục. Sau đây là tin đáng chú ý trên thế giới. Bộ Quốc phòng Đài Loan đã gửi báo cáo sức mạnh quân sự của chính quyền Trung Quốc năm 2020 lên Viện Lập pháp và lần đầu tiên công khai xác nhận rằng Bắc Kinh mỗi ngày đều cử máy bay tàu chiến của Hải quân và Không quân tiến hành các cuộc tuần tra định kỳ ở eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan tuyên bố rằng họ sẽ không chủ động phát động chiến tranh, nhưng họ cũng không e sợ nếu điều đó thật sự sẽ xảy ra. Theo một nghiên cứu mới của Mỹ, virus viêm phổi Vũ Hán có thể tồn tại lâu hơn trên các bề mặt ngoài trời vào mùa thu và nhận định việc virus tồn tại lâu hơn trên các bề mặt vào mùa thu có nguy cơ gây ra các đợt bùng phát dịch bệnh mới.
Tiếp theo là số liệu tổng hợp các ca nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán theo nguồn World Meter. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới lúc này là 25.658.983 ca. Tổng số ca tử vong đang là 855.186 ca. Tổng số ca hồi phục đang là 17.959.423 ca. Thưa quý vị khán giả, theo quan niệm dân gian, ngày hôm nay 15 tháng 7 âm lịch là ngày Vu Lan báo hiếu. Từ xa xưa, lòng hiếu thảo luôn là một trong những đức tính được người đời ca ngợi cho đến nay. Cổ nhân vẫn thường dạy, bách thiện hiếu vi tiên, nghĩa là trong hàng trăm cái thiện thì chữ hiếu là đầu. Trong văn hóa truyền thống Đông Phương luôn luôn đề cao chữ hiếu, những tấm gương hiếu thảo tự cổ chí kim đã làm rung động các bậc văn nhân, thi sĩ và họa sĩ. Câu chuyện chữ hiếu không chỉ đi vào thơ ca mà còn cả hội họa. Những tác phẩm kinh điển như Nhị Thập Tứ Hiếu hay Hiếu Kinh đều lưu truyền những bức vẽ kể về lòng hiếu thảo. Cha mẹ là người cho bạn sinh mệnh, bao dung bạn, yêu bạn mà không cần bất kỳ điều kiện nào, vì bạn mà lo lắng một đời và luôn nguyện ý làm tất cả vì bạn. Bởi vậy, hiếu cha kính mẹ không chỉ là phẩm hạnh cần có của mỗi người mà còn là đạo lý vĩnh hằng của đất trời. Có người cho rằng hiếu thảo đơn giản là luôn luôn làm vui lòng cha mẹ, nhưng đây lại là điều không phải ai cũng làm được. Nếu bạn may mắn vẫn còn cha còn mẹ, vậy thì đừng quên khắc dạ ghi tâm một chữ hiếu trong lòng. Người ta thường nói, gặp khó nạn thì than trời than đất, khi đau đớn thì gọi mẹ gọi cha. Vì thế, ca dao mới có câu rằng, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cha nhẫn nhục trăm điều mệt mỏi, mẹ khiêm nhường vạn nỗi buồn đau. Dù cực khổ chẳng u sầu, dâng trào tình cảm thấm sâu dặm trường. Tâm cảm phục tình thương cha mẹ, dạ thầm ơn hiếu lễ biển trời. Lòng khắc khoải bụng đầy vơi, tròn câu trung nghĩa vẹn lời đức nhân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe những vần thơ và chia sẻ trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, hành trình tương lai luôn muốn hướng đến những giá trị đạo đức và truyền thống qua những phần nhân sinh cảm ngộ để chúng ta có những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho quý vị khán giả những tin tức cập nhật mới nhất cũng như những thông tin hữu ích trong bản tin. Quý vị có thể để lại bình luận và góp ý để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn. Xin kính chúc quý vị luôn bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị nhớ like, share và đừng quên nhấn chuông báo, đăng ký kênh Hành Trình Tương Lai và kênh Hành Trình Tương Lai Dự Báo Thời Tiết để cập nhật thông tin thời tiết mới nhất quý vị nhé. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả bên dưới mỗi một video. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, quý vị hãy cùng thử tìm hiểu về khí công xem sao. Vì theo như Ngọc Trang được biết, đây là một trong những phương pháp giúp chúng ta duy trì một sức khỏe tốt, một tinh thần ổn định, cũng như tăng sức đề kháng mà phù hợp với nhiều lứa tuổi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.